Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cái vườn mai mà độc lạ ở Long An cho các bạn xem tiếp nè các bạn. Thì các bạn nào chưa có xem cái clip trước về cái vườn mai thì có thể vào cái kênh mình xem lại ha. Trước mắt các bạn đây là một cái vườn mai theo mình đó thì phải nói là khủng các bạn ơi. Những cái cây mai mình thấy nó rất là độc đáo các bạn. Gốc nu nàng là cái bộ đế thì nó cái bộ thân của nó thì ngoằn ngoèo ha, rồi cái mình rồi cái đế của nó, tất cả những thứ kết hợp lại cho ra những cây mai rất là lạ và rất là đẹp các bạn ơi. Thì ở đây có rất nhiều cây các bạn. Hôm trước thì mình có quay một cái clip các bạn xem, thì những cái mai mà nằm trong cái khu vườn này nè, rồi chủ vườn người ta bứng ta đem lên, người ta làm những cái bầu, người ta trồng riêng ra các bạn. Còn lại những cái cây này thì còn nguyên một vườn đây luôn. Thì mình không biết cái vườn mai này là bao nhiêu cây, chứ mình nghĩ cũng hàng trăm đó các bạn, không biết nhiêu trăm cây thôi. Thì cũng nghe mà chủ nhà nói thì cái vườn mai này thì trồng cũng được khoảng 15 năm rồi các bạn. Thì các bạn thấy rồi đó, những cái cây mai này là những cái mai được tạo ra từ cái cây mai con các bạn. Thì khi mà trồng cây mai con xuống thì người ta cũng uống, thì mình không có biết được là uống như thế nào, nhưng mà mình nghĩ thì chắc có lẽ là cũng uống sẵn nó một cái phần gốc, nó một hai cái gì đó các bạn ơi. Nhưng mà khi nó lớn lên thì nó lại nó thung lại, nó phá vỡ cái trạng thái ban đầu mà khi mà mình uống những cái co mà thấy nó sơ sài thôi. Nhưng các bạn thấy thì cái cây càng ngày càng lớn lên thì những cái mà co mình uống thì nó lùng lại, nó xoắn lại, nó nhặt lại thì nó thành những cái bệ đế rồi cái mình nó nhìn giống như là những cái mình của một con thú, hay là cái thân thì nó lại nó xoắn những cái nó quái, nó tạo ra những cái mà nó độc lạ các bạn. Này theo cái cảm nghĩ của mình thì mình thấy ở đây có những cái cây rất là lạ các bạn ơi, độc đáo. Thì thật sự thì cái cây ở trong thiên nhiên tạo ra thì mình nghĩ rất là có thể là không có những cái cây giống như vậy các bạn. Bởi vì do con người, thì cái bàn tay con người tạo ra thì mình nghĩ mới có những cái cây như vậy thôi. Chứ còn thiên nhiên thì mình thấy chắc có lẽ là cũng rất là hiếm mới có được cái cây như vậy. Thì nói chung thì trong đây nó cũng có những cây thì nó cũng không có lạ lắm. Nó cũng có một cái chiều xoắn, rồi một cái mình, thì hình như nó cũng có những cái na ná nhau. Nhưng chung quy lại thì có những cây nó rất lạ các bạn. Có những cây thì ngày xưa thì chắc là người ta uống như thế nào đó, nhưng mà sau khi nó cái thời gian nó vô đây thì 5 năm 10 năm nó sẽ có những cái phong ba bão táp gì đó, gió lật qua lật lại gì đó, thì nó tạo ra những cái thế cây nó mình thấy nó rất là lạ các bạn. Đặc biệt mình rất thích những cái cây mà nó không giống những cái cây nào các bạn. Thì các bạn biết rồi đó, những cây mà nó có thể là nó giống nhau thì mình lại nhiều người lại không thích lắm, thấy nó giống nhau. Nhưng ở đây thật sự mà nói thì có một cái gì mình cũng chia sẻ các bạn là cây nó giống nhau cũng có thể là nó giống cái phần mình, phần gốc nó thôi, nhưng khi mà đến những cái nhánh thì nó lại khác các bạn. Lúc đó thì khi mà cái người nếu mà được cái nghệ nhân mà người ta giỏi thì người ta có thể là người ta thổi cái hồn vô đó, người ta có thể có cái cách người ta cắt các bạn, cắt lại những cái cây phôi này thành những cái cây nó độc lạ các bạn ơi. Thì lúc mình có đăng cái clip trước mà mình mua mai ở dưới Bến Tre thì có những cái cây người ta cũng uống như vậy nè, nhưng mà nó mới thôi, nó khoảng tầm khoảng 5 năm trở lại thôi. Thì cũng có bạn góp ý với mình đó là cây nó dập khuôn nó giống nhau quá. Nhưng cái đó thì thực sự nó dập khuôn nó giống nhau các bạn, nhưng khi mà mình có thể mình quyển chuyển nó, mình cắt, có thể mình cắt thấp, cắt cao, cắt ngắn, rồi có thể mình cái gốc nó mình có thể để nó theo một cái chiều khác các bạn. Có thể mình để nghiêng qua, mình để thuận theo chiều nào đó nó khác ra, nó không có thể nào mà giống nhau được các bạn. Và không nên sợ nó dập khuôn đâu. Bởi vì khi mà mình cắt sữa thì mình quyển chuyển nó ra các bạn. Các bạn thấy cái vườn mai thì nó có rất nhiều cái cây mai nó độc lạ các bạn ơi, mình rất là thích. Thì hôm trước thì mình cũng đã quay hết một clip rồi cho các bạn xem rồi, thì hôm nay mình tiếp tục quay cái này cho các bạn xem hết cái vườn mai này. Thì bởi vì cái vườn mai này nó nhiều quá các bạn, thành ra mình chỉ quay sơ lược thôi, chứ nếu mà mình quay từ gốc mà cặn mà chậm cho các bạn xem hết cái gốc thì có lẽ là cái video nó quá dài. Thành ra ở đây thì mình cũng nói chung là cũng quay sơ bộ thôi. Nhiều khi thì mình cầm máy mình quay hơi nhanh, với lại mình đi khum khum ở trong cái vườn này thì nhánh cây nó nhiều quá các bạn. Thành ra thì cái thước phim video của mình nó không có được tốt lắm, thành ra mong các bạn thông cảm ha. Đó, thì từ nãy giờ mình quay thì cũng nhiều đó các bạn, quá trời luôn, mấy trăm gốc các bạn ơi. Đó, nói chung là cái cây nào mình thấy cũng được hết trơn á. Từ dưới cái clip mình lên tới đây nè, nó mới hết nè, rồi nó còn hai bên nữa rất là nhiều các bạn ơi. Đó, ngoài xa xa này thì những cái cây người ta cũng mới trồng rồi các bạn. Đó, những cái clip người ta mới trồng những cây con nữa đó. Thì 10 năm 20 năm nữa thì nó sẽ như cái cây, như những cái vườn này, như những cây trong vườn này nè các bạn. Các bạn xem sao thì cũng nhớ góp ý kiến cho mình ha. Ở đây thì các bạn thấy chủ vườn người ta làm rất là công phu các bạn, đặt ống nước rồi tỉ mỉ. Xa xa có những cái ống nước để tưới hết, tức là có đầu tư rất là lớn trong đây các bạn. Mình nghĩ thì cái vườn mai này mà để tới 10 năm 15 năm thì các bạn hiểu rồi đó. Thay vì những cái vườn mai khác người ta trồng 5 năm ta bán hết trơn các bạn ơi. Mình thấy cái vườn mai này thì theo mình thì cái chủ vườn mà có thể để cái vườn mai này lại cho nó càng ngày càng lớn mà để cho khách tham quan thì mình nghĩ rất là hay. Không biết cái đó là do chủ vườn thôi, còn ý của mình thì mình nói theo cái cảm tính của mình vậy thôi, chứ thật sự thì bởi vì mình thích quá, mình yêu thích những cái mai độc lạ quá. Nếu mà cái vườn mai này mà cắt sữa đàng hoàng mà để lại cho khách tham quan thì mình nghĩ rất là ý nghĩa các bạn ơi. Bởi vì những cái mai thì thường người ta trồng ra thì các bạn biết rồi đó, thì người nông của mình thì cũng làm lụm thì quanh năm thì cũng trông cho cây mai nó mau lớn nó nhanh thì để người ta bán cũng có thu nhập các bạn. Thành ra là không có ai mà để lên một cái vườn mai nhiều như thế này đâu. Thì mình nghĩ thì ở đây là chắc có lẽ là chủ nhân cũng là đam mê hay gì đó mới để được cái vườn mai như thế này. Thành ra mình cũng xin chân thành cảm ơn cái chủ nhân mà có cái vườn mai như thế này để cho mình đến đây mình quay lại rồi mình chia sẻ cho các bạn xem. Thật sự mình rất là quý cái vườn mai này các bạn, cũng như là quý cái chủ nhân đã tạo ra cái vườn mai này. Các bạn xem video thì cũng nhớ góp ý cho mình ha. Ở đây thì các bạn thấy rồi đó, nó rất là nhiều cây. Có những cây là nó kỳ lạ ha. Các bạn xem thì cũng nhớ chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cũng nhớ đăng ký cái kênh mình để ủng hộ cái kênh mình phát triển các bạn ơi. Rồi mình xin dừng cái video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo ha. Rồi xin chào.